Năm nay dưa hấu được mùa tại nhiều địa phương, tuy nhiên thì giá dưa hấu lại không được như kỳ vọng, khiến cho bà con có nguy cơ bị thất thu, ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. Vụ dưa hấu năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình trồng được khoảng 1.000 ha dưa. Năng suất dưa hấu bình quân tại tỉnh hiện đạt mức 20 tấn một ha. Kết quả này có được là nhờ thời tiết thuận lợi nên cây phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời điểm thu hoạch dưa hấu tại Quảng Bình trùng với một số tỉnh thành khác nên đầu ra gặp khó khăn, giá bán tại ruộng giảm sâu chỉ còn từ 2.500 tới 4.000 đồng một kg. Với mức giá này thì trung bình mỗi một hecta dưa, người nông dân bị thua lỗ khoảng từ 20 tới 40 triệu đồng. Tiếp tục là những tin tức về một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện đang bắt đầu vào vụ thu hoạch nhiều loại trái cây, tuy nhiên thì khác với mọi năm, mặc dù là đang bắt đầu vào vụ, nhưng nhiều loại trái cây bán lẻ ngoài thị trường có giá rất rẻ. Giá vải tươi Mận Hậu đầu mùa năm nay đang ở mức rẻ bất ngờ. Tại các chợ truyền thống, trái vải đầu mùa đang được bán chỉ từ 40.000 đồng một kg, trong khi đó vải thiều đầu mùa hàng năm đều ở mức là 60-70.000 đồng một kg. Đây là loại vải có nguồn gốc từ Đắk Lắk, Mận Hậu đầu mùa hiện nay cũng chỉ từ 50.000 đồng một kg, rẻ hơn khoảng 10-20.000 đồng so với giá đầu vụ. Không chỉ chợ truyền thống mà giá nhiều loại trái cây tại các siêu thị cũng đang giảm sâu. Tỉnh Quảng Trị đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Vụ này được xem là được mùa nhất từ trước cho tới nay đối với người dân địa phương. Những ngày này, nông dân Quảng Trị hối hả thu hoạch lúa đông xuân. Thương lái thu mua ngay tại ruộng với giá 6.000 đồng một kg, tăng bình quân 1.500 đồng một kg so với vụ đông xuân năm trước. Dự kiến toàn tỉnh Quảng Trị sẽ kết thúc thu hoạch lúa đông xuân trước ngày 20 tháng 5, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra. Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long hiện các doanh nghiệp đang gom hàng nhiều khiến cho thị trường lúa gạo sôi động. Nguyên nhân được xác định là do nhu cầu cao từ các thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc tăng nhập khẩu. Giá lúa đầy thơm tám tại đồng bằng sông Cửu Long đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 tới 7.000 đồng một kg. OM18 dao động quanh mức 6.600 tới 6.800 đồng. Lúa IR504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 đồng tới 6.400 đồng một kg, lúa Nhật 7.800 tới 8.000 đồng một kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ở mức 9.700 đồng một kg. Giá lúa gạo được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới do nhu cầu tăng cao từ các thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc và một số thị trường mới như Indonesia, Chile, Singapore. Đặc biệt, xuất khẩu gạo thơm, gạo chất lượng cao sang EU đang tăng trưởng rất tốt. Ngày nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Làm thế nào để giúp cho người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển hiện nay? Đây chính là chủ đề được đặt ra trong hội thảo khoa học thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức sáng nay ngày 16 tháng 5. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 28.000 vụ vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, hơn 200 vụ đã bị khởi tố. Đề dẫn số vụ vi phạm trong quý 1 đầu năm, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng việc cần có các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong bối cảnh hiện nay là rất cấp thiết. Các đồng chí biết rằng là đối với quốc tế thì cái việc này là cái việc mà đương nhiên đây là một khâu tất yếu của một sản bất kỳ sản phẩm nào mà lưu thông trên thị trường. Ở chúng ta thì chậm hơn một chút, tức là từ khi tôi nhớ là từ khi bắt đầu Thủ tướng có cái chủ trương dán tem ở trên các nông sản rồi thịt heo, và đặc biệt là khi thực hiện cái đề án 100. Thế thì và đối với cơ quan quản lý nhà nước thì đây cũng là một cái mà để các cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn, rồi từ đấy hoạch định các chính sách liên quan đến cái việc đảm bảo cái chất lượng sản phẩm. Tại Việt Nam, truy xuất nguồn gốc mới được quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Theo lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, trước đây, nhu cầu truy xuất nguồn gốc chủ yếu là nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu này đã thay đổi khi chính người dân cũng đã khắt khe hơn trong việc tiêu dùng. Như chúng ta thấy, hàng gian, hàng giả, hàng nhái
chúng ta có nói là gọi là hàng từ hàng kém chất lượng thì có vẻ như ngày càng tràn lan hơn, thì mới đặt ra cái yêu cầu cần phải người tiêu dùng mong muốn được hơn là để nắm bắt được cả cái cách thức truy xuất nguồn gốc và hiểu rõ hơn cái quá trình truy xuất nguồn gốc cũng như là cái tính minh bạch của sản phẩm hàng hóa. Hiểu rõ được nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng đã nghiên cứu và cho ra đời các giải pháp truy xuất nguồn gốc công nghệ cao. Không chỉ đơn giản là dán tem truy xuất hay mã QR code, công nghệ tem có gắn chip giờ đây được cho là xu hướng tối ưu, mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng đã trình diễn các giải pháp công nghệ truy xuất tiên tiến hiện đại và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các nhà khoa học cũng như khách mời tham gia. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, vùng áp thấp nóng phía Tây đang tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo ngày mai, ngày 17 tháng 5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 38 độ và có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%. Cảnh báo từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 36 đến 38 độ và có nơi trên 39 độ. Ngày 18 tháng 5 ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ và có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 65%. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam là cấp 4 đến cấp 5 và sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4 và sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư trên dưa leo phát sinh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây, cụ thể như sau. Sử dụng các giống có tính kháng hoặc chống chịu với bệnh thán thư. Ruộng bị bệnh nặng cần luân cạnh với cây trồng khác nhau, ngoài họ bầu, bí dưa ít nhất 1 năm. Lên luống cao, thoát nước tốt, không để ứ đọng nước lâu khi tưới tiêu, đặc biệt là trong mùa mưa. Thu thập và đốt hoặc cày sâu tất cả các tàn dư của cây trồng bị nhiễm bệnh sau khi thu hoạch, sau đó bón vôi để khử trùng. Quản lý tốt cỏ dại, hạn chế tối đa sự có mặt của cỏ dại trong ruộng trồng dưa leo. Và trước khi trồng cần tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục và hạ phế phẩm nấm Trichoderma, bón phân cân đối, tăng cường bón lân và kali, tránh bón thừa phân đạm, tránh làm tổn thương trái khi thu hoạch. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai, mời bà con cùng theo dõi.